Thưa quý vị, nâng cấp và cải tạo sông Vinh là một trong bốn hợp phần của dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh vừa mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Vấn đề đã nhận được sự quan tâm của người dân khu vực phường Vinh Tân. Đồng ý về chủ trương của nhà nước, nhưng người dân cũng bày tỏ sự băn khoăn dự án sẽ thực hiện như thế nào khi một số dự án đô thị đã được phê duyệt nằm sát bờ sông, trong đó có khu đô thị Cửa Tiền. Rồi vấn đề tái định cư cho hàng trăm hộ dân sẽ triển khai ra sao? Đây là vấn đề đã được người dân phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối. Nằm sát bờ sông Vinh là 36 hộ dân thuộc tổ dân cư số 1 thuộc khối Yên Giang, phường Vinh Tân. Thông tin về việc triển khai dự án nâng cấp, cải tạo sông Vinh đã nhận được sự đồng tình của người dân. Sẵn sàng di dời để chính quyền thành phố triển khai nhằm làm đẹp thêm diện mạo của một đô thị văn minh, nhưng người dân cũng băn khoăn về những công trình hiện hữu đã tồn tại nhiều năm nay nằm ngay bên bờ sông. Chúng tôi là ở dưới này thì thống nhất là di dời và đền bù tái định cư, nhưng mà cũng có là cái khí mà trở thành cái dự án xây dựng là cả cái dọc bên sông, mà từ chỗ là trên cầu Cửa Tiền Hai đó là họ đã xây dựng lên những cái ngôi biệt thự rất là hoành tráng rồi. Thì những cái chỗ đó thì chúng tôi cũng không biết được là họ nhất trí là đền bù với tái định cư hay là không, cái đó thì chúng tôi không nắm được. Mong rằng nhà nước tiến hành làm cho thật tốt để rồi thì cho sớm được cho nhân dân là người ta hưởng cái cảnh quan đô thị của thành phố Vinh. Đây là những căn biệt thự ven sông Vinh thuộc dự án khu đô thị mới Cửa Tiền mà người dân đề cập đến. Triển khai từ năm 2006 và đã 6 lần điều chỉnh. Qua tìm hiểu, chủ đầu tư là công ty cổ phần Danaton đã thực hiện đúng quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính bởi vậy, điều mà người dân băn khoăn là khi thực hiện dự án nâng cấp cải tạo sông Vinh, đoạn qua khu vực này sẽ thực hiện như thế nào? Đặc biệt là vấn đề không gian, đường giao thông và các hạ tầng khác. Tôi thấy bất cập quá. Nếu như đã có cái quy hoạch như vậy thì từ khi anh Danaton về xây dựng thì mới xây dựng đây, thì đảng đã bắt họ trừ ra chứ. Chẳng nghe cháu xây dựng sao đền bù, đúng rồi. Mà lại anh đá nó tôn đi xây bờ kè sạt về sống á, mà dân thủ cứ thế nên bắt trừ lại thì tôi thấy đúng đấy. Những băn khoăn này của người dân đã được phóng viên trao đổi với phòng quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh và được biết dự án nâng cấp cải tạo sông Vinh sẽ được thực hiện có điểm đầu từ sông Cầu Đước, còn điểm cuối là Bà Rà Bến Thủy và hiện đang được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố cũng đã có những giải pháp cho những vướng mắc này. Xác định tôn trọng các cái quy hoạch dọc hai bên bờ sông Vinh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt, như là quy hoạch phân khu của các phường xã Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, rồi là Trung Đô. Thì theo đó thì các cái khu dân cư hiện hữu cũng như các cái khu đô thị mới đã được phê duyệt thì sẽ được giữ nguyên. Như vậy, quy hoạch hai bên bờ sông Vinh sẽ thực hiện trên quan điểm tôn trọng hiện trạng. Và như vậy, dự án khu đô thị Cửa Tiền vẫn sẽ được giữ nguyên như hiện nay. Trong đó, đường giao thông phía bờ Bắc rộng 36m, còn đường phía bờ Nam rộng 18m và có một phần đi qua đường Hồ Hữu Nhân nằm trong phạm vi khu đô thị Cửa Tiền.